Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bicar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Vui lòng nhấn like và đăng ký để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Các nội dung chính sẽ phát trong chương trình ngày hôm nay. Mitsubishi Spander đấu với Toyota Vios, cuộc đấu doanh số không tưởng tại Việt Nam. Mazda 3 thế hệ mới tại Việt Nam phát hiện lỗi hệ thống phanh tự động khẩn cấp. Và sau đây là nội dung chi tiết. Mitsubishi Spander với Toyota Vios, cuộc đấu doanh số không tưởng tại Việt Nam. Thưa quý vị, mặc dù không cùng phân khúc, Mitsubishi Spander và Toyota Vios là sở hữu mức giá không chênh lệch nhiều. Bởi lẽ đó, hai mẫu xe này tạo nên cuộc đua doanh số khốc liệt trên thị trường. Sau hàng chục năm, lần đầu tiên thị trường ô tô Việt Nam đón nhận một hiện tượng lạ, Toyota Vios liên tục để Mitsubishi Spander, một mẫu xe từng được coi là tân binh cách đây không lâu, bám đuổi về doanh số trong nhiều tháng. Thậm chí trong hai tháng liên tiếp, Spander bám vượt Vios để giành vị trí số một trên thị trường với khoảng cách lên tới cả trăm xe. Đây là điều mà chưa từng có mẫu xe nào làm được trước đó. Ngôi vương của Vios tưởng chừng bền vững sau hàng thập kỷ nay đã lung lay, sau hơn một năm mở bán tại Việt Nam, Mitsubishi Spander đã thoát khỏi mát lính mới nhờ doanh số bán hàng tăng trưởng kỷ lục. Tổng kết 2019, doanh số của Spander đạt 20.098 xe, để bật những mẫu xe đã có chỗ đứng vững chắc nhiều năm trên thị trường như Hyundai Accent, Grand i10 hay Mazda 3 xuống vị trí dưới trong bảng xếp hạng. Spander đứng vị trí thứ hai chỉ sau Vios. Mặc dù vậy, con số 20.000 xe Xpander bán ra chưa thể hiện hết độ hot của mẫu xe này với khách hàng Việt. Mẫu MPV của Mitsubishi luôn rơi vào trong tình trạng thiếu hàng, khách đặt xe phải chờ vài tháng mới được giao. Một tư vấn bán hàng từng chia sẻ rằng là lô xe nào về đại lý là hết sạch lô xe đó, đều giao cho khách hàng đặt từ trước. Đơn ký chờ xếp thành chồng nhưng không có cách nào giải quyết sớm được. Khoảng cách doanh số giữa Xpander và Vios có thể được rút ngắn lại nếu như Mitsubishi giải quyết được tình trạng thiếu nguồn cung xe. Lý do khiến cho Mitsubishi Spander bán chạy như vậy được trả lời bằng chính nhận định của người tiêu dùng. Anh Lợi, một khách hàng sử dụng xe Spander tại Hà Nội cho biết, trước đây anh có băn khoăn giữa Vios và Spander để phục vụ gia đình và cuối cùng chọn mua chiếc MPV bởi giá hợp lý, bảy chỗ ngồi rộng rãi, tiện nghi đầy đủ, là xe nhật nhưng thiết kế thời trang sẽ không lỗi thời sau so nhiều năm dùng. Sau hơn 7 tháng với gần 30.000 km, anh lợi càng nhận ra Spander có nhiều ưu điểm hơn, như điều hòa mát, cách âm tốt, động cơ bốc hơn so với thông số kỹ thuật trên giấy tờ và đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu với mức trung bình khoảng 7 lít trên 100 km trong điều kiện giao thông hỗn hợp, anh chia sẻ thêm. Ô tô ngày càng được phổ cập, người trẻ dần tự chủ về tài chính có xu hướng tìm những giá trị đích thực của chiếc xe thay vì chỉ nhìn vào các yếu tố như là lành, bền hay mức giá. Thực tế, chiếc Xpander của tôi cũng rất lành và bền bỉ, đầu nhất thiết cứ phải chọn xe Toyota là chiếc xe đầu tiên của mình. Anh Chiến, một tư vấn bán hàng đại lý Mitsubishi Hà Nội cho biết, không ít khách mua Xpander là người chạy dịch vụ. Nhiều người đã tham khảo Vios trước, nhưng cuối cùng lại lấy Xpander. Họ nhận ra những gì họ nhận được ở Xpander trong cùng tầm giá với Vios. Tất nhiên vẫn còn những người e dè, bởi Xpander là dòng xe mới trên thị trường. Giá trị thực sự của chiếc xe sẽ để thời gian và chính những người đang sử dụng trả lời. Từ thực tế đó có thể thấy, Toyota đã phải giật mình bừng tỉnh. Thật vậy, chỉ trong vài tháng cuối năm, hãng xe Nhật đã liên tục giảm giá và thêm tiện nghi cho Vios. Tháng 7, 2019, giá Vios giảm xuống đáy mới 490 triệu đồng. Đến tháng 1, 2020, Vios tiếp tục được bổ sung trang bị như màn hình hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, ga tự động Cruise Control, hai camera lùi. Đây đều là những trang bị đã có trên mẫu Spander, một tính năng mà Vios 2020 hơn Spander là cảm biến phía trước. Đáp lại từ tháng 5 tới đây, Expander sẽ được lắp ráp ngay tại Việt Nam. Hiện tại, mẫu xe này được nhập từ Indonesia với công suất dự kiến khoảng 30.000 đến 50.000 xe một năm. Nhà máy mới của Mitsubishi sẽ đảm bảo được nguồn cung cho mẫu MPV để ngỏ khả năng giảm giá bán để hút thêm khách hàng Việt. Mitsubishi Expander và Toyota Vios không cùng phân khúc. Expander là MPV 7 chỗ, còn Vios là sedan 5 chỗ. Tuy nhiên, hai mẫu xe này để sở hữu mức giá chênh lệch nhiều. Giá Expander từ 550 triệu đến 620 triệu đồng, trong khi giá Vios từ 490 triệu đến 570 triệu đồng. Với những sự cạnh tranh khốc liệt về trang bị, giá bán và nguồn cung, cuộc đấu giữa Expander và Vios hứa hẹn sẽ càng trở nên hấp dẫn và khó đoán trong năm 2020. Mazda 3 thế hệ mới tại Việt Nam phát hiện lỗi hệ thống phanh tự động khẩn cấp. Thưa quý vị, nhận được phản ánh của người tiêu dùng Mazda 3 2020 tại Việt Nam, đơn vị lắp ráp phân phối xe Mazda tại Việt Nam, trường Hải Thaco, vừa ghi nhận một số trường hợp xe Mazda 3 All New và All New Mazda 3 Sport đều là phiên bản mới nhất 2020. Mazda 3 2020 gặp sự cố liên quan đến hệ thống phanh tự động khẩn cấp, lỗi này có thể khiến xe bất ngờ dừng lại giữa đường khi đang vận hành. Mazda 3 mới 2020 phiên bản Premium gặp sự cố. Nguyên nhân ban đầu được xác định do hệ thống phanh tự động khẩn cấp, hay còn được gọi là hệ thống hỗ trợ phanh thông minh Smart Brake Support SBS trên xe Mazda 3 2020 tại Việt Nam được kích hoạt, khiến chiếc xe bất ngờ dừng lại. Tuy nhiên, Thaco khẳng định vấn đề này chỉ xảy ra trên xe Mazda 2020 phiên bản Premium vì chỉ có phiên bản này mới được trang bị SBS. Cụ thể, loạt xe Mazda3 đều có hiện tượng tự động phanh dù phía trước không có vật cản hay bất cứ một nguy hiểm nào, việc này đã khiến không ít khách hàng của Mazda tỏ ra lo lắng về độ an toàn của xe. Đặc biệt nhất là về tính năng phanh khẩn cấp có hoạt động được ổn định hay không. Ngoài ra nhiều người dùng cũng chia sẻ dù trước khi hệ thống phanh khẩn cấp Smart Brake của Mazda3 kích hoạt, nó đã gửi tín hiệu thông báo cho người dùng bằng hình ảnh và âm thanh, nhưng đó không cho phép người dùng can thiệp để ngăn cản việc phanh. Hiện tại, Mazda Việt Nam đang phối hợp với các đại lý để thu thập thông tin liên quan đến sự cố nêu trên thông qua các báo cáo kỹ thuật chi tiết. Bên cạnh đó, Mazda Việt Nam cũng phối hợp với tập đoàn Mazda để tìm nguyên nhân chính và giải pháp xử lý triệt để vấn đề. Trước đó vào cuối tháng 12/2019, tập đoàn Mazda từng ra thông báo triệu hồi 35.390 chiếc Mazda 3 phiên bản 2019-2020, cả bản sedan và hatchback tại thị trường Mỹ do lỗi hệ thống phanh khẩn cấp trong báo cáo gửi lên cơ quan quản lý an toàn giao thông quốc gia mỹ mazda cho biết trên các xe bị lỗi hệ thống phanh khẩn cấp tự động smart braking system kích hoạt dù thực tế không có nguy cơ va chạm nào điều này khiến cho xe có thể bị dừng đột ngột khi đang còn chạy trên đường nguyên nhân là lỗi lập trình có thể khiến các xe mazda ba này hiểu nhầm là có chứa ngại vật phía trước xe và từ đó tự động kích hoạt phanh để mang tránh va chạm Tại Việt Nam, Mazda3 phiên bản mới 2020 đã được Thaco tung ra thị trường vào đầu tháng 11 năm 2019, gồm hai biến thể hatchback và sedan như thế hệ cũ. Tuy nhiên, biến thể hatchback của Mazda3 thế hệ mới tại Việt Nam mang tên là Mazda3 Sport, trong đó hệ thống hỗ trợ phanh thông minh Smart Brake Support SBS chỉ có trên bản Mazda3 1.5 Premium và Mazda3 2.0L Signature Premium. Với sự cố của Mazda 3 2020 được người dùng phản ánh bên trên, phía nhà sản xuất Mazda Việt Nam sẽ liên tục cập nhật và thông báo đến khách hàng những thông tin chính thức từ tập đoàn Mazda trong thời gian sớm nhất. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.